Ở nhà chúng ta lại cùng quay trở lại với những video của bác sĩ Hùng Thanh. Và hôm nay thì bác sĩ Hùng Thanh sẽ cùng mang đến cho các bạn một ca cắt mí sau 7 ngày. Và bây giờ thì mình sẽ cùng trò chuyện với chị ấy một chút xem là chị ấy đã có những cái trải nghiệm cũng như là có những cái sự thay đổi như thế nào nha. Em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu cho mọi người biết mình tên là gì và đến từ đâu không ạ? Mình tên Mai, mình đến từ Hà Nội. Chị Mai, hôm nay thì mình vừa mới cắt chỉ xong đúng không? Thì cảm nhận đầu tiên sau khi cắt chỉ xong mình thấy thế nào ạ? Chị thấy rất là dễ chịu, nó thoải mái hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và cái phần gần như là cái nút chỉ đã được tháo ra thì nó không còn cảm giác căng và hơi bị khó chịu mẩn ngứa nữa. Cái lúc này là lúc vết thương mà nó bắt đầu hồi phục nên là lúc mình cảm thấy hơi bị ngứa và khó chịu. Và sau khi mà cắt chỉ xong thì gần như là mọi người sẽ cần như là một cái là thở vào một chút đó, đỡ bị căng tức và khó chịu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cận lại một chút xem là cái đường cắt sau 7 ngày của chị này đó rất là nhẹ nhàng tự nhiên. Rất là nhiều người nghĩ rằng là sau khi cắt mí thì kể cả lúc sau cắt chỉ nó vẫn còn sưng và to, nhưng mọi người có nhìn thấy không ạ? Với chị Mai thì mình gần như là mình thấy là cái sưng này nó không còn đáng kể, ít nhất là trong khoảng một tuần đến 2 tuần nữa thôi là gần như là cái nếp mí của chị Mai là nó đã hồi phục một cách tự nhiên rồi. Và với tình trạng trước đây, hình ảnh của chị Mai này mọi người có nhìn thấy không ạ? Thực ra là nói về cái tình trạng nếp mí của chị Mai thì nói là nếp mí nó chưa được đẹp thì không phải, mà là nếp mí của chị đã có nếp mí rồi, chủ yếu là cái phần da sụp nó làm cho cái phần nếp mí của chị Mai chị cảm thấy là chưa được tự tin, và bây giờ chị muốn cái nếp mí nó rõ hơn và sắc nét hơn đúng không ạ? Không phải đâu, cái này hôm đấy là chị dán kích mí đấy, chị vừa bỏ ra đấy. Chứ bình thường mà không dán kích mí thì một bên chị có mí, một bên chị không có mí. Có nghĩa là hôm nay là hôm đấy là vừa kích mí thì nhìn còn rõ nếp mí. Tuy nhiên thì nếu mà sau còn thấy là cái nếp mí nó còn tệ hơn đúng không? Đó. Buổi tối về nhà tẩy trang đi ấy, thì gần như là một mắt hai mí, một mắt một mí, nhìn nó rất là kỳ. Trông nó bị lệch ấy. Thì không biết là quá trình tìm hiểu chị đến bác sĩ Hùng Thanh thì chị tìm hiểu được lâu chưa? Thật ra thì chị cũng rất là sợ những cái nơi mà thẩm mỹ không uy tín ấy. Thì chị cũng đã tìm hiểu rất là nhiều nơi, thì bạn bè chị cũng nhiều, thì có người giới thiệu là phòng khám này, có người giới thiệu phòng khám kia. Thế nhưng mà chị cũng tìm hiểu bác sĩ Hùng Thanh qua kênh TikTok, rồi cũng thấy rất là nhiều người phản hồi tốt. Đấy, thế là chị cũng quyết tâm đến để làm ở chỗ bác sĩ. Lúc đầu đến làm chị cũng hơi lo lắng bởi vì lần đầu tiên làm phẫu thuật đúng không ạ? Lần đầu tiên làm có thực hiện can thiệp phẫu thuật ở Mỹ và cũng là lần đầu tiên gặp bác sĩ Hùng Thanh nên có hơi một chút lo lắng. Tuy nhiên thì sau khi mà làm xong rồi thì chị thấy kết quả như nào rồi? Chị thấy rất là ok ấy. Bởi vì là ban đầu tiên thì chị rất là sợ, vì nhiều người đi cắt mí về ấy, thì là người ta sẽ bị sưng to phù nề. Có những người sẽ bị sưng cả nửa mặt ấy, nhìn rất là sợ, thậm chí là bầm tím rất là nhiều. Và chị cũng hoang mang lắm, chị sợ là về nhà thì mấy ngày đầu ấy nó sẽ bị bầm tím, và thậm chí là chị còn phải đi mua cái kính đen ấy để chị đi, sợ là đi ra ngoài là sẽ người ta nhìn vào ấy. Thế nhưng mà cũng trộm vía là sau 1-2 ngày đầu ấy là cũng chẳng có thâm tím gì cả. Đấy, cũng rất là tốt. Thực ra là với cái kỹ thuật nó phụ thuộc rất là nhiều vào kỹ thuật can thiệp của bác sĩ, có nghĩa là bác sĩ can thiệp vừa đủ vừa tới, và các nhà lúc tiêm tê cũng thế, cái kỹ thuật tiêm tê cũng khác nên chị sẽ cảm thấy là quá trình tiêm tê rất là nhẹ. Đó, chỉ có mũi đầu tiên thì hơi căng tức một chút thôi, gần như các mũi sau gần như là bác sĩ sẽ điều chỉnh làm sao cho cái lượng tiêm tê nó vừa phải và làm đảm bảo cho cái đôi mắt mình trở nên là dễ chịu trong quá trình thực hiện. Đó, thì lúc mình thực hiện với cắt mí thì mình phải nhắm mở mắt nhiều đúng không? Nên là mình phải có cái thao tác xong lại hơi căng tức một chút. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái điều đấy là nằm trong phạm trù chị em mình có thể là chịu được, bởi vì là dù sao mình cũng nhìn vào cái mục đích tương lai của mình là muốn có một cái nếp mí nó hoàn thiện hơn đúng không ạ? Nếp cân đối hơn, như chị chia sẻ là nếp mí nó độ lệch, một bên có mí một bên không có mí, và làm cho mắt mình nó không được cân đối. Đó, và cảm thấy hơi bị kỳ, lúc nào cũng phải dùng kích mí đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì có rất là nhiều thời gian để trang điểm. Hy vọng là từ giây phút này trở đi thì chị cái mức trang điểm về mắt nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết đúng không ạ? Mình sẽ cùng quay cận lại một chút này. Rất tiếc là mình không thể có một cái hình ảnh lúc chị mắt nó hơi lệch. Đó, các góc độ. Và đặc biệt là những người thân của mình thì đã có những cái phản hồi như thế nào không ạ? Thì lúc đầu thì chồng chị cũng rất là sợ ấy. Bởi vì là chồng chị, bởi vì thực ra thì lần trước chị cũng có đi làm can thiệp một số những cái nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà mỗi lần xong anh ấy toàn bảo chị là không tìm hiểu kỹ. Nhưng mà lần này thì anh bảo là chỗ này ok đấy. Đấy, nên là mình cũng cảm thấy yên tâm hơn đúng không? Vậy là bởi vì với bác sĩ Hùng Thanh ấy thì luôn luôn là mọi những cái vấn đề từ thăm khám về chỉ định về chuyên môn ấy, thì bác sĩ sẽ là người trực tiếp thăm khám, tư vấn cũng như là người thực hiện. Cho nên là mọi người sẽ hoàn toàn yên tâm, bởi vì là chính là bác sĩ là có chứng chỉ hành nghề này, có kinh nghiệm 15 năm, nên là
cái tình huống gặp phải và cái những cái tình trạng mà gặp phải bác sĩ sẽ xử lý một cách tốt nhất, chứ không phải là mình đến xong rồi mình gặp bác sĩ đấy xong rồi mình gặp bác sĩ khác để mình làm, thế là mình cũng cảm thấy yên tâm hơn, đúng không ạ? Đó, qua đây thì chị có muốn nhắn nhủ gì cho những cái chị em khi mà làm đẹp, đặc biệt trong dịp gần Tết này không ạ? Thật ra thì hôm vừa rồi đi gội đầu ấy thì cũng rất là nhiều người hỏi là chị cắt ở đâu mà mới có ngày thứ hai thôi nhìn đã ok như này mà bác sĩ ở đâu mà khâu đẹp thế. Thì chị cũng có chia sẻ chỗ bác sĩ Hùng Thanh cho một số chị em rồi đấy. Thì chị nghĩ là bây giờ mà làm ấy thì đến Tết thì chị nghĩ là vào đẹp rất là đẹp và cải thiện hơn rất là nhiều, đúng không? Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm thời là kết thúc những video chia sẻ ở đây, và hy vọng là với những cái những sự thay đổi này sẽ giúp chị ngày càng trở nên tự tin và gặp được nhiều những niềm vui vào trong cuộc sống này nhé. Cảm ơn em.